Xin chào các bạn đến với kênh YouTube của Phụ Kiện Pico. Hôm nay mình tiếp tục review về các món đồ công nghệ. Ngoài cường lực ra và phụ kiện điện thoại ra, bên mình có kênh YouTube này, có bên mình sẽ review về các món đồ công nghệ hữu ích. Thứ mai mình sẽ review về món đồ chơi mới này, đó là phiên bản tản nhiệt nước Captain 240X của Deepcool. Vì sao mình chọn cái phiên bản này? Bởi vì hiệu năng trên giá thành phiên bản này đang theo đánh giá của mình nó là best performance, tức là nó không phải là tốt nhất nếu mà so sánh với cả co xe, không phải là tốt nhất so sánh với co xe, nhưng nếu tính về mức giá thành thì cái hiệu năng nó đem lại theo như đánh giá ở các cộng đồng công nghệ về phần cứng benchmark thì cái phiên bản này là tốt nhất, bởi vì nó có mức độ tiệm cận với cả những con co xe 3 quạt hoặc là con xe 2 quạt xịn xò khác, nhưng giá thành chỉ bằng một nửa. Đây là phiên bản Deepcool Captain 240X, bản này là không có LED RGB 16 triệu màu, bản này chỉ có LED màu đỏ thôi. Tuy nhiên là mình không cần đến cái phiên bản LED 16 triệu màu kia, mình chỉ cần bản màu đỏ này thôi. Không dài dòng nữa, mình sẽ mở hộp cái phiên bản cường lực nước này. Đây là phiên bản bên mình có sách tay từ bên nước bạn về. Thì bên mấy bạn nào có muốn là đặt hàng bên mình thì bên mình cũng có sẵn sàng hàng dưới dạng hàng order. Tất nhiên là giá thành nó sẽ rẻ hơn rất nhiều nếu mà mua chính hãng, bởi vì là cái phiên bản mua chính hãng ở Việt Nam đâu đấy rơi vào khoảng 2,7-2,8 triệu gì đấy, đối với phiên bản 16 triệu màu. Còn phiên bản này về đến Việt Nam chỉ rơi vào khoảng 1,8 triệu cho đến 2 triệu thôi. Bên mình order về, bên mình có hỗ trợ order về, bởi vì bên mình ngoài nhập hàng ra bên mình có tiện order thêm các món đồ công nghệ khác từ các trang, từ các dịch vụ nước ngoài về. Ở bên các cửa hàng sản xuất chính hãng ở Trung Quốc bên mình có thể order về với giá rẻ hơn so với hàng chính hãng nhập khẩu, đương nhiên là như vậy rồi, và cam kết là hàng chuẩn chỉ. Thì hôm nay mình đã order thử cái này về đây, thì hộp của nó bên ngoài có in dòng chữ là tương thích với AMD 4 AM4, tức là socket AM4 của AMD. Bên mình dùng chip AMD GN5 để render video, thì mình đã lựa chọn cái phiên bản này. Thứ nhất là bên ngoài có free tool, tức là không cần phải dùng đến tool có thể lắp được. Motor powerful, tức là sức mạnh rất là lớn, 1.120.000 giờ tản nhiệt chất lỏng. Rồi chúng ta xem đây có series hàng, mấy cái hàng này thì order về chắc chắn là hàng chỉ có hàng hãng rồi chứ không phải có hàng nhái cả, tại vì Deepcool order thì chính gamestorm.com. đây có logo gamestorm Deepcool, đằng sau thì có mô tả và sẵn sàng một tương thích với cả socket của Intel và AMD, Ryzen, Athlon, Phelon, thứ. Đây mình sẽ mở hộp nhé. Thì bên mình review cái dạng người dùng bình thường thôi, chứ bên mình không review dạng quảng cáo. Cái gì tốt thì mình nói tốt, cái gì không tốt mình nói không tốt. Mình lựa chọn cái gì review thì cái đấy đều hiệu năng trên giá thành đều ngon cả. Mình không cho một quảng cáo một hãng nào cả. Rồi bên trong hộp của nó đây có một lớp xốp bảo vệ, nhưng trong hộp mình cũng chưa bao hộp mở ra đâu. Thì đối với hàng order từ nước ngoài thì hãng họ hay tặng, có quà tặng, thì họ có tặng thêm một cái quạt 12 này nữa. Quạt này thì mình chưa biết là tốc độ nó bao nhiêu, loại là quạt này cũng chắc là led này, có đèn led này, chắc là cũng bật lên xanh đỏ tím vàng khá là chọc theo đánh giá mình, nhưng mà mình nói vui vậy thôi. Còn nước ngoài là thích led RGB thì có thể lựa chọn những cái đấy. Còn mình thì mình không thích lắm, mình chỉ thích một màu thôi, cây một màu thôi. Cây của mình thì đèn led màu xanh, nhưng mà thôi thì mua cái này là màu đỏ chuyện thì giá rẻ. Đây có một quạt, hai quạt, con này là phiên bản 240, tức là hai quạt 12 gắn vào cái thang Raptor này. Ở đây có fan hub, cái gắn vào quạt này. Rồi, cái linh hồn của cái tản nhiệt nước ở đây.
Đây là phần bên trong này. À, thôi mình bỏ cái bộ phụ kiện này ra, khá nặng. Đây là các công nghệ sử dụng, mình nghĩ là có logo Deadpool này, Rainstorm này, 240X bên trong mình hướng dẫn lắp. Tức là mình nghĩ cái này phải dùng cần đấy. Ví dụ như là điện thoại chúng ta có thể là vui vui chúng ta bất cần, chúng ta lém mô của hướng dẫn sử dụng đi. Nhưng mà mình nghĩ là đâu đấy cái này nếu mà chúng ta tự mua về chúng ta tự lắp, tự lắp thì khá là vui, nhưng mà chúng ta phải tìm hiểu. Ở đây có socket Intel AMD hướng dẫn như nào đấy, hướng dẫn chi tiết hết. Mình nghĩ là vui đấy, đấy cái này lắp vừa là tìm hiểu mà vừa có thể là giá rẻ được so với chúng ta mua. Các người mua ở cửa hàng thì họ lắp luôn cho mình đỡ mất thời gian, nhưng mà nếu anh em nào thích mày mò thì có thể là mua rời ra về tự nghiên cứu đấy, mua sách tay nó rẻ hơn. Đây các cái cây lắp vào thì nó thế này. À, có khá là vui, đồng bộ với cả đây có phần mềm đồng bộ màu này. Không biết nó có đồng phần mềm đồng bộ ai, có cả MSI này. Nếu mà bạn nào dùng main của MSI này, MSI thì có thể là đồng bộ màu được đối với những cái con càng ở đây. Họ giới thiệu thêm những cái của họ khá là hay, được những cái này hữu ích. Nhưng mà con này chắc có mỗi màu đỏ thì chắc không cần. Đây chắc là cái con vớt socket của sợi, tuy nhiên con ốc long đâu ra này, chết bảo rồi. Đây à, đây trong này nó có cái socket đi kèm này, băng dính 3M. Chết giả, không biết con ốc này lâu ra khá là lo khi mua hàng cái tay, mà tự nhiên có một con ốc lạ, ốc lạ mua từ nước bạn, tản nhiệt từ nước bạn và con ốc lạ. Cái này mình nghĩ chắc là convert từ socket. Đây một cái socket đây. Ừ đúng rồi, con này cái này đây, 1366 này, 15X này. Tức là sẽ gắn thêm đây của Intel. Còn ở đây thì cái này có cái gì đây nhỉ, cái này Intel. À cái này của AMD gắn thêm cái này. Đại loại thế, mình chưa biết là gắn nhỉ, mình mua về mình tìm hiểu thôi. Dưới góc độ là người dùng bình thường loay hoay với cái tản nhiệt nước thì nó sẽ thế nào. Đây là tản nhiệt nước all in one, lên là phần máy bơm và phần đế tản nhiệt nó sẽ gắn liền với cả cái tấm Raptor này. Chúng ta nên cẩn thận một chút. Wow, tấm này khá là dày đấy. Cho đánh giá của mình gia công ngon nghè, để mình dùng cho các bạn xem nhá. Nói chung là theo như mình tìm hiểu thì ngon hay không là do cái tấm này. Mật độ nó càng dày thì nó tản nhiệt càng ngon. Máy ơn là một phần thôi, không phải là cứ nhiều quạt mà nó khá là ngon. Tấm này gia công chi tiết rất sắc nét, ngon nghè. Đường sơn mịn tay, sò rất thích. Các cái đường này sò rất thích. Rồi tiếp đến là cái phần trái tim của cái tản nhiệt nước này. Đó là phần, đây mình để tấm này sang một bên nhá. Đây, nó là cái máy bơm. Wow, rất đẹp luôn. Đừng nghĩ bật lên nó sẽ có màu hồng. Đây có logo của Rainstorm. Rồi được lối với cả cái ống tiếp sau. Mà hệ là độ chi tiết gia công rất đẹp luôn. Mình chỉ biết đánh giá như vậy thôi. Ở bên dưới là có đế, chân đế. Đây mình nghĩ là chắc là bóc ra dán. Chết chột chưa, cái này có keo sẵn. Mình lại va chạm vào nó bị quẹt. Mình hơi ngu à. Cái này nó có sẵn là cái keo tản nhiệt rồi, chúng ta không nên chạm tay vào nhá. Rồi. Vậy, đó là toàn bộ cái tản nhiệt nước. Deadpool Captain 240 EX. Thì sau đây mình sẽ quay một loạt lại cho các bạn xem về cái bộ tản nhiệt nước này.